Hello anh em, bây giờ 12:27 và Sọp đang muốn ăn đêm nên Ly sẽ đi nấu mì nha. Thường do Ly ăn chay nên sẽ ăn Ly ăn chay trường á, nên Ly sẽ ăn mì chay. Em Duy thì ăn lại mì bình thường. Bây giờ sẽ đi nấu nước nha. Bây giờ mình đi tìm cái gì để bưng lên nha, ý là bưng hai ly mì lên á. Không đủ chỗ rồi anh em ơi, giờ sao nhỉ? Hơi chen chút sợ làm đổ quá. Cảm ơn. Quay phòng khách cho mọi người xem một xíu nhé. Đây là cái chỗ chiều của Lê buổi tối này, ngồi xem hoạt hình hoặc là ngồi bên kia suy nghĩ về cuộc đời. Sẽ đi lên phòng livestream của Duy nha. Mà mày còn thương yêu không vậy? Ở đây để thương yêu á. Sao? Em ngủ dưới đây, bye bye. Ngủ đi. Cái ở đâu rồi đó? Ủa, hồi nãy có một chơi mới mà. Sao vậy? Có chuyện gì phải không? Em sợ lát nữa kìa.
nước ở trong ngăn tủ á anh.